từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 6. Trong chương trình Công Nhà là số 1, quý khán giả có thể chọn mua rất nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống và nấu chín được giảm giá 15% như ếch nguyên con, cá lóc và thịt cốt lết ram. Đặc biệt các loại rau củ và trái cây tươi được giảm giá lên đến 20%, gồm dưa hấu đỏ, khoai mỡ, bắp cải thảo. Bên cạnh đó, các loại gia vị không thể thiếu trong các bữa ăn cũng được bán với giá ưu đãi. Dầu ăn Simply hạt cải giá chỉ còn 43.900 đồng một chai 1 lít. Nước mắm cá cơm Liên Thành chai thủy tinh 600ml có giá khuyến mãi là 47.900 đồng một chai. Ngoài ra, quý khán giả còn có thể chọn mua các loại thực phẩm tiện lợi cho gia đình có giá ưu đãi như mì gói, bột ngũ cốc, bột chiên giòn.